Thưa quý vị và các bạn, những chiếc cầu phao được người dân làm tự phát nối khu vực thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên và xã Đắc Lua của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thời gian qua, mặc dù đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhưng hàng ngày vẫn gồng mình để vận chuyển hàng trăm lượt người, phương tiện và hàng hóa đi qua nơi đây. Nguy hiểm là vậy, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ vẫn phải bất chấp tất cả để đi lại. Một ống kính cuối tuần hôm nay sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Nước lụt to nữa đây nguy hiểm nữa mà phải đi, thế không có phải đi sao nữa, dù thì người ta có nhìn thấy chết cũng phải đi, thế sao cái cuộc sống người ta như vậy rồi. Những chiếc cầu phao tự phát nối giữa khu vực thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng với xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã tồn tại hàng chục năm nay. Dù rất nguy hiểm, nhưng người dân ở hai bên bờ sông Đồng Nai đã không còn sự lựa chọn nào khác khi muốn sang bên kia bờ. Khi chở hàng, chở quán này khác là cũng thấy là rất nguy hiểm đấy chứ không phải không. Nhưng mà thôi thì bây giờ nó bắt buộc vẫn phải đi thôi, chả còn cách nào hơn. Cầu phao trên sông Đồng Nai là cầu nối duy nhất giữa thị trấn Cát Tiên và xã Đắc Lua, huyện Tân Phú. Hàng ngày có đến hàng trăm lượt người và phương tiện giao thông qua lại trên đoạn cầu này. Và trong những năm qua, đã có không ít trường hợp phải bỏ mạng trên dòng Đồng Nai. Những vụ tai nạn đại đa số là vào mùa nước, nói chung là cái ván của nó nước lên nước xuống là cái ván cầu nó chạy qua chạy lại, cho nên là dẫn tới là cái tai nạn nó kèm theo trời mưa đường trơn nữa, là rơi xuống nước là chết chủ yếu là vùng mùa mưa này nhiều. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, đồng thời tạo điều kiện đi lại thuận lợi thông thương hàng hóa, tỉnh Đồng Nai đã đầu tư 40 tỷ đồng để xây dựng cầu Đắc Lua kiên cố. Tuy nhiên, do vướng khâu giải phóng mặt bằng, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng một số diện tích đất và hoa màu của người dân ở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình. Làm cầu này thì khu vực xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên thì có 11 hộ dân. Thì ảnh hưởng đến công trình thì trong quá trình lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng thì có được 5 hộ đồng tình, còn 6 hộ lại còn vướng về mặt đất đai, về vật kiến trúc. Thì huyện Cát Tiên cũng đã tổ chức làm việc với các ngành để phối hợp với đơn vị làm giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm. Thì chúng tôi cũng mong muốn là với tinh thần là giao lưu, và hai bên thì nhân dân xã Quảng Ngãi cũng là chúng ta cũng chia sẻ với chúng ta có thiệt thòi một tí nhưng mà đem lại nhiều cái niềm vui cho. Trong lúc chờ đợi cầu Đắc Lua hoàn thành, hàng ngày người dân ở hai bên bờ sông Đồng Nai vẫn phải đi lại trên những cầu phao tạm bợ như thế này. Để cầu qua sông không còn chồng chành, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, tất cả đang trông chờ vào sự phối hợp tạo điều kiện của những hộ dân có đất thuộc diện thu hồi để xây cầu Đắc Lua ở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Các đại lý kinh doanh trò chơi trực tuyến, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển thần tốc của tin học và Internet.